Ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo Xiao Weiping, 28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, về hành vi giết một phụ nữ là đồng hương người Trung Quốc của mình, rồi phân xác ném xuống sông Hàn. Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Xiao Weiping cùng với bạn gái đến Đà Nẵng để chơi bài tại sòng bạc Crown. Qua bạn gái, Xiao Weiping làm quen với Bao Danping là nhân viên sòng bài. Sau đó, Bao Danping đã nhiều lần góp tiền cho Xiao Weiping chơi bài nhưng thua liên tục. Vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2020, chị này đến nơi ở của Xiao Weiping để đòi tiền. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn. Xiao Weiping đã dùng dây xiết cổ nạn nhân đến chết. Để che giấu hành vi, bị cáo đã phân xác nạn nhân, giấu vào vali rồi mang vứt xuống sông Hàn. Trưa ngày 7 tháng 2 năm 2020, Xiao Weiping bị công an thành phố bắt giữ sau 12 giờ lẩn trốn. Trước hội đồng xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với tính chất côn đồ, mang rợ, đặc biệt nguy hiểm, nên xét thấy cần có một bản án thích đáng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Xiao Weiping tử hình về tội giết người.